Tao nghĩ là mày cưới tao, tao yêu mày 5 năm, tao cho mày tất cả mọi thứ. Tại sao mà mày lừa tao, tao hỏi mày thế? Mày ngu mày chịu thôi. Mày tự đưa tiền tao mà tao xui mày à? Tao cướp của mày à? Mày tự đưa tao tiền đấy chứ. Nhà chị trả anh trên giường giường đi, chị đừng nói như thế. Tao không giả. Tất cả số tiền đấy tao đưa cho mày ấy, là tao ngu. Mày không giả gì hôm nay ấy. Bố mày dỡ cả cổng, xong là bố mày đánh con tôi về thế thôi. Chúng mày làm gì đấy? Mày là thách. Bỏ được con thách. Dỡ cổng nó về cổng ấy. Cho tôi về. Dỡ đi em ơi. Dỡ đi. Dỡ con dỡ mày đi. Bê dỡ cổng ra, tao mới không về. Mày quay mày lại đi, ăn dạy đi. Viễn vạ, chạy bừa ăn vạ. Bà đi ra. Tránh ra đi, bà Tư ra. Tránh ra. Không đi ra. Bà 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 đi ra. Mày ra đâu không? Cái thằng kia. Mày ra đâu không? Quang quang kia. Thì hình như là anh Kiên là hiện là chiều thứ tư đâu ấy. Ơ anh hẹn ở gần đây là anh này. Thì chắc là chiều anh Kiên là quyết định là xuống cái đòi hẳn luôn đấy. Không phải không biết nhận gì đó. Đúng rồi. Bây ông đòi chẳng hết để mất à? Thế. Ô anh à. Mới giờ đi xuống nhà Thư đúng không anh? Mấy anh em lên nhà con Thư với anh. Anh suy nghĩ kỹ rồi là mấy anh em bây giờ lên nhà con Thư để lấy ô tô thôi. Chứ bây giờ anh em mình lên nhà nó đòi tiền thì chắc chắn là nó đéo giả đâu. Đúng rồi, nó đúng rồi. Bây giờ nó không chịu trả tiền đâu. Nó chạy bừa ấy. Bởi vì nè, nó bảo với anh là bây giờ cái số tiền đấy là cái số tiền mà anh tặng cho nó, anh đưa cho nó, tự tay anh đưa. Nó cù nhầy, nó đéo giả, bây giờ đéo làm gì được nó. Bây giờ mấy anh em mình xuống tận nhà luôn, tất cả anh em mình xuống tận nhà luôn. Đi luôn đây nhá. Xong bắt đầu là xuống nói chuyện với bố mẹ nó. Nếu mà hôm nay bố mẹ nó mà không giả thì anh em mình lấy con mẹ xe về luôn. Đúng rồi ạ. Đúng rồi bạn. Tất cả anh em mình lấy con mẹ. Đi, đi em ơi. Quyết là mày đòi cái ô tô nhà nó ấy nhỉ? Đúng rồi, mày xuống cho Quyết bật đòi cho em. Cay lắm rồi. Quyết ơi. Em có gì có nhà không? Để anh nói chuyện nó đàng hoàng xem nó như nào đấy. Anh em mình đi. Có chi về đâu? Bây giờ cứ đang trong nhà nhỉ? Bỏ chị ra đây. Ngày hôm nay anh xuống đây, anh gọi tất cả anh em đây để anh muốn nói chuyện đàng hoàng mày luôn, lần này lần cuối cùng. Bây giờ gọi luôn thằng Quang ra đây. Mấy con luôn cả con Thư ra đây, tao nói chuyện với hai đứa nó. Gọi hết tao ra đi. Gọi tất cả anh em ra đây. Bữa nay anh không đập gì rồi. Bữa nay tôi chưa khóa cả cửa. Sợ cái này vậy. Khóa cả xích nữa đây này. Này, sao mà chúng mày sắp tới ra đi nhở? Mày có thể cho tao biết tao làm gì. Bây giờ mày ra ngoài này tao nói chuyện với mày. Ra ngoài này nói chuyện đàng hoàng, nói thật mày luôn này. Toàn mấy năm nó cho con tới đây là cho tao làm gì? Về đi. Về đi. Về đi. Về đây. Không phải đuổi ấy. Tôi làm gì? Tao chưa nói chuyện gì mày, mày đuổi gì? Mày nói đi. Bây giờ ấy, tao xuống đây tao nói chuyện đàng hoàng mày. Bây giờ nếu mà mày còn thương tao thì bây giờ ấy, mày lễ tình tao. Mày yêu tao 5 năm rồi mày lễ tình tao, bây giờ mày thương tao mày trả tao bao tiền. Để tao lấy số tiền đấy. Thì tao về tao đưa giả mẹ tao, bây giờ mày phải trả số tiền đấy. Mẹ mẹ tao đi vay lãi ngân hàng để đưa cho tao. Tao đưa cho mày. Bây giờ mày dùng cái số tiền đấy mày đưa cho Hoàng Quang, mày phải hiểu là bây giờ nếu mà nhà tao không có số tiền đấy, nhà tao mất nhà luôn, mày hiểu chưa? Mà nói đi thôi, nhà mày mất nhà chứ nhà tao mất đâu mà tao phải sợ. Tao có tình thương người. Bạn tao mất lòng người lâu rồi. Chị khoan mà thôi, chị không phải nói cái giọng đấy. Muốn nạn từ trong bố mẹ tao cơ. Nhưng mà mày đã có người thôi. Nhưng mà mày phải hiểu nè, tao đưa số tiền đấy cho mày. Mày bảo với tao là để mày làm ăn, để mày mua đất mua đai, để mày đầu tư với tao. Tao nghĩ là mày cưới tao, tao yêu mày 5 năm, tao cho mày tất cả mọi thứ. Tại sao mà mày lừa tao, tao hỏi mày thế? Mày ngu mày chịu thôi. Mày tự đưa tiền tao mà tao xui mày à? Tao cướp của mày à? Mày tự đưa tao tiền đấy chứ? Nhà chị trả tiền dần dần đi, chị đừng nói như thế. Tao không giả. Nói tất cả số tiền đấy tao đưa cho mày ấy. Là tao ngu. Tao ngu nên tao mới đưa cho mày. Tao tin tưởng mày, tao đưa cho mày thôi. Mày ngu chứ mà. Tao đéo ngu, tao đéo ngu cho mày đâu. Nhưng mà ấy, tao dại rồi ấy, tao phải chấp nhận, hiểu chưa? Bây giờ tao đéo còn cái gì để mất nữa. Nên là ngày hôm nay tao xuống đây tao nói chuyện đàng hoàng là mày nhất quyết mày không trả tiền. Đúng rồi, không giả. Mày gọi chạy bữa. Cái đây tao nói chuyện để tao ấy lấy ô tô về. Ô tô này nhá, trước đây ấy, mày bảo với tao là mày tặng cho tao là cái quà cưới. Thế tại sao mà vẫn đòi được mà trong khi đó bây giờ ấy, tao đưa cho mày tiền rồi mày, tao đục đòi mày ô tô khác, tiền nó khác, không liên quan đến nhau. Chả khác gì, nó cũng đều là tiền cả. Ô tô của tao nó khác, mà tiền khác. Kia nó khác. Khác cái gì? Tao đưa cho mày ô tô,
thì bây giờ mày phải trả tao tiền. Tao chưa có chuyện mày mày lấy ô tô của tao được, còn lâu lấy ô tô của tao. Tại sao mày tặng tao rồi cơ mà? Mày bảo mày tặng tao ô tô mà bây giờ mày đòi thì tao vẫn trả đấy thì bình thường đấy. Bình thường thì gì mày hỏi sao có chị? Bình tĩnh gì con chị mày? Tặng ô tô cho tao, xong rồi đòi lại thì tao trả ô tô rồi. Thì bây giờ có chị của mày lấy tiền của tao thì tao đòi lại thôi, đúng không? Mà tiền mày cho tao, mày tao có bảo là tao thích của mày đâu? Chị phải trả tiền rồi, tao lấy thôi. Lấy thì phải trả. Bởi vì tao đưa cho mày thì tao cũng cho. Mày tự vay rồi. Mày không giả thì hôm nay bố mày dỡ vào cổng xong là bố mày đánh ô tô về thế thôi. Chúng mày làm gì đấy? Mày đừng có thách. Mày đừng có thách. Dỡ cổng nó về cổng đi. Cho ô tô về. Dỡ đi em ơi. Dỡ đi. Dỡ cổng dỡ mày đi. Bỏ gì? Dỡ hẳn cổng em. Em mang cổng ra em ơi. Dỡ hẳn ra. Dỡ hẳn ra. Bà gọi luôn đây mà đừng. Bình tĩnh kiểu gì được em ơi. Mang cổng ra cho tao luôn đi. Bê dỡ cổng ra tao mới ô tô về. Mày quay mày dạy đi, ăn dạy đi, ăn dạy. Viễn vạ à? Chạy bừa ăn vạ à? Ăn dạy đi, ăn dạy đi. Chúng mày đang kiểu nghiệp đến sớm lắm. Chúng mày không phải nhà tao đi. Nghiệp cái gì bà? Lại bà với bà hàng quang ấy, xe sớm nghiệp ấy. Bố ta, bố ta, mày bố ta xử lý chúng mày. Loại lúc dây. Ờ, đứng ra cái này rồi. Gà trong nhà tìm chúng áo rồi. Đúng rồi, chúng mày đi. Bỏ tìm đi, em ơi. Đúng rồi, chúng mày, cầm chúng mày vào nhà tao. Bố mày vào, bố gì? Nói thôi. Anh cứ đi tìm nào. Mày biết cái gì? Anh xin là như thế, anh người ta phải như thế. Thì biết rồi, anh em nó kia là giống rồi. Báo đâu thì biết rồi. Ôi mày tìm cái gì đi, con có. Mày lấy báo rồi anh. Thư để đâu em biết cơ. Mày đi tìm mày, cái hai cái để đâu? Đợi 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 đợi. Ô tô này là ô tô của tao. Được rồi, chúng mày lấy rồi thì chúng mày lấy đi. Ê, đây, đây, đây. Nhìn ra tao đang lên lại một cái cơ. Ê, tao xe vào ra. Tao xe vào ra, em mong rồi. Nó tự ăn cắp ô tô của mình nhá, mọi người nhá, mọi người nhìn rõ nhá. Đây là phá cổng nhà mình, đây là cổng nhà mình. Đây, không có một tí gì này đây. Bố giả mày luôn đấy, mày lấy ô tô của tao đấy. Đúng rồi. Ô tô này mày tặng cho tao rồi, tao lấy về. Giống như tiền đấy, hiểu chưa? Nếu quá đáng thế. Quá thì bà ấy, mày quá đáng ấy, quá. Đây, bà quay đi. Quay luôn đi. Anh ra đây ạ. Trả quay bà. Bà đốn trộm với bà hiểu chưa? Đi về luôn nên tôi sợ gì? Bằng cái tôi sợ á? Mày vừa phải thôi nhá. Vừa phải cái gì? À, vừa phải ấy. Thế bà ơi quay đi, không phải ăn vạ. Không sợ đâu. Đây. Tránh ra đây, bà Tư ra. Tránh ra. Không đi đâu. Mày ra đâu, cẩn thận kia. Mày ra đâu, quăng quăng kia. Mày vào con chó này. Xe này của nhà Thư mà mày thích cướp không? Cướp cái gì? Tao đến tao lấy xe đàng hoàng để mày cướp. Mày có tin tao kêu làng kêu xóm đấy không? Tao kêu làng luôn. Mày ơi, không có sự gì mà nói nữa. Tao có mặt cho mày luôn này. Con người yêu của mày ấy. Trước đây tao tặng ô tô tao thì bây giờ tao lấy về, hiểu chưa? Tặng mày không đây, vẫn là đứng tên của Thư, mày không được cướp. Mày là mày đang ăn cướp. Ông với làng cướp, ông với bà này mày ăn cướp đấy. Mẹ chúng mày mẹ. Kéo mày đáng đâu mày cướp à? Này, anh cướp mồ. Này, thế con người yêu mày. Thế tao tặng tiền cho nó. Thế có vẻ là nó không giả hay tao cũng không giả. Tao lấy xe về là cho bình thường. Tao không quan tâm nhưng mà xe nó khác, tiền nó khác. Thế là chúng mày không phải loại à? Còn là anh em lấy xe về, còn là mày xin xe nào mới. Tao hôm nay tao làm luôn rồi đây. Khi nào mày cán qua tao. Tao đéo bao giờ xong mày lấy xe. Mẹ ơi. Ăn vạ con. Lấy xe về đi. Mày rồi. Lấy xe về đi em ơi. Chúng mày nhớ mồm đấy, chúng mày nhớ mặt tao đấy.
Xe đây, 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 việc gì mà mình sợ? Trước đây tôi tặng ô tô cho nó đúng không? Đúng rồi. Xong nó đòi lại thì tôi vẫn giả. Bây giờ tôi tặng tiền cho nó thì nó bảo tôi là tặng rồi thì không đòi lại nữa. Vô lý đúng không? Quá vô lý như vậy. Tôi bảo cầm gì ấy. Mất dậy, đã đóng cửa đi vào đi. Đây tôi đóng lại. Cay ơi là cay. Bây giờ anh mình đánh ô tô về là xong rồi. Bây giờ là lấy ô tô là ngon rồi. Lấy ô tô là mừng rồi bạn ạ. Lỡ 500 triệu của người khác bây giờ lại còn không giả ô tô, không giả tiền nữa. Các bạn mình các bạn xem đây có thế có được không? Đúng không? Thế không được bạn, thế quá đáng. Không thể nào chấp nhận được. Còn thằng Mạnh với thằng ấy. Đây đây chắc có nó. Ô đi về đi, đi về đi, đi về. Đi về đi, đi đi chút đi, đi về đi. Cả mấy anh đi về đi. Ê đi về đây anh ơi. Ô đi về đi, thằng này đi anh đi sau. Đúng rồi này. Ừ. Con chó này. Ừ. Mẹ con chó này nữa. Thôi thôi thôi. Thôi. Thôi đâu không? Từ từ. Thôi Mạnh ơi. Thôi. Mày nhào mí này nhào. Bây giờ tao bảo là bây giờ mày giả sức thư xe mà không phải. Chúng mày thay cút. Cướp gì mày cướp gì? Là bố mày xuống bố lấy đàng hoàng. Bố nhắm về cướp xe là xe của bố mày. Thế mày giả cho bố mày 500 triệu đi. 500 triệu tao bảo từ từ tao làm tao giả mày. Thế là mày đang ăn cướp đấy. Cướp cái gì tao lấy về à, lấy bình thường. Được chưa? À bình thường mày chứ tự mày tao cướp hết cả làng lên. Này gọi mày kêu con đi. Mày dọa ai hả? Bây giờ tao nói chuyện đàng hoàng không nghe thì đừng trách thế thôi. Tao đéo quan tâm, tao chỉ cần biết là nó lại phải trả thư xe. Bố đéo trả đây. Anh đi xe đi. Anh ơi anh đi xe về đây không phải trách tao lại. Mày làm gì hả thằng kia? Bố nói chuyện đàng hoàng không nghe thì đừng trách bố mày đi. Thế hiện nay tao không biết. Mày ơi mày phải trả thư xe. Anh cứ đi xe. Không phải trách tao. Tao không quan tâm mày. Chó mày làm gì hả? Mày làm gì hả? Mày thử 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 đấy. Đánh về luôn. Anh đi xem mày đi. Anh nghe mày. Đây để anh xử lý cho. Anh cho tả xe cho mày. Tao rất quan tâm, tao đi làm mà tao giả nên mới không được lấy bây xe mày. Bố mày lấy này, là sao? Anh làm gì hả con đây? Anh lấy xe mày đi. Mày làm gì? Đi xe mày đi. Tiếp theo thì đừng ăn. Ôi anh ơi. Mày đưa đâu? Ôi anh em tôi nói mày thích không? Thì nhẹ không? Hả con chó này không thích mày thích mày. Mày hoài hả con chó này? Lấy xe về đi rồi. Tiếp theo thì phải thế. Mình xe sức khỏe của mình. Con này bố ấy lấy xe được chưa? Mày về bảo con Thư ấy là không giải được tiền thì tao đánh xe mày. Thế thôi. Đừng có nói nhiều. Xe này gọi nó đi cho kia đi về. Con loại mày ấy. Hạ con loại mày ấy. Bố nó không có nhiều. Bao giờ mày trả tiền anh tao trả tiền cho mày nhá. Mày hiểu chưa con chó? Để đi, đây. Đi về đi anh em là xe mẹ nó. Bực cá mình con chó này. Bây giờ lấy được xe rồi là ok rồi. May mà bạn. Quá mừng rồi. Chó nó lại ra nó ăn vạ mà. Tôi lấy được xe rồi là ok rồi. Kệ đi. Còn là nó nói gì hay là nó làm gì kệ nó. Đu em ạ, kệ kệ nó. Anh em động mà người nó ăn vạ đấy. Vâng. Anh không thích động tay động chân rồi thôi. Nhưng mà đấy. Cái tí cùng nó cứ đổi loại đấy. Chúng mày đấm vào nó bây giờ chúng ăn vẹt. Con Thư nó quay video rồi kìa. Mày thấy chưa? Nó quay video sợ nó báo công an đấy. Biết là vậy thì mày không lấy được xe được rồi. Lấy xe bây giờ mai này kia báo mẹ công an thì chết anh. Nó vừa quay video lại rồi anh bảo bình tĩnh rồi. Đừng động tay động chân với nó xem nó chuyện đàng hoàng thôi. Anh em sang để anh em xem thái độ của nó như nào. Giờ nó lại quay video nó lại gửi đến công an thì to việc luôn đấy. Không sao bây giờ các bạn ạ, bây giờ mình lấy được ô tô về là xong rồi các bạn nhá. May rồi. Đấy. Tôi cũng may mà các bạn ạ, bây giờ thì ô tô này là ô tô của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây con Thư nó tặng cho mình cái ô tô này để nhân dịp ngày cưới ấy. Thì đúng mình rồi. Cũng có đi của nó một thời gian nhưng mà sau khi mà nó yêu thằng Quang thì nó đòi lại. Thì đòi lại thì mình cũng có giả, nhưng mà bây giờ đây các bạn xem clip của mình các bạn biết đấy. Mình có đưa cho con Thư 500 triệu. Nhưng bây giờ nó lại không giả mình 500 triệu đấy, nó lại bảo là không có bằng chứng. Thì bây giờ các bạn nghe thấy có được không? Nghe nó chối tay kiểu gì? Mình đến đường cùng rồi nên mình phải lấy ô tô thôi. Chứ không còn cách nào cả. Bây giờ có ô tô là ô tô, bây giờ thì mình cứ đi thôi. Kéo được gì mình phải lo gì cả nữa. Đúng rồi. Bây giờ anh đi xe này bao giờ nó giả 500 triệu cho mình giả ô tô. Thế thôi. Thế thôi. Thế thôi mình đỡ phải nói nhiều gì cả, bực cả mình ra. Bây giờ mình phải lấy ô tô thôi. Biết sao bây giờ? Cay. Đi, đi về đi. Mày đi.